Nghe cái cây này đi, vàng lá lý tưởng nhất, hoa nó vừa khỏe mà cây nó cũng khỏe đó. Đúng cành này thì cái vàng đọt kia chú canh sao mà hay thiệt, vàng lá lùa, vàng đọt lên luôn. Đi qua đây chú. Hình như là bây giờ ở vùng mình là cái cỡ này là nó đang một cỡ này hết luôn hả chú? Hoa đó. Cỡ này không à? À hả. Năm nay sợ nó rổ. Cái này chú thụ phấn nó chưa? Có quét sơ đó hả? À, chú quét ban đêm hả? Ờ à, quét ban đêm. Khoảng 7 giờ tối mình quét. Quét khoảng tầm mất 4-5 ngày hả? Nó sửa chắc 4-5 ngày là xong. Ừ. Mà nó cũng đồng bộ hết rồi chứ nó cũng không lâu mấy nha. Ừ, trời mấy. Cái bên dưới nhìn thấy ghiền quá. Năm rồi mấy cái cành dưới này nó đậu không chú hay nó rụng? Một cành về năm rồi chú để không? Mấy cành thấp thấp về chú để mấy bao nhiêu trái? Thì nó vô nhiêu cho hết nhiêu không? Thôi mình đi phân thôi. À. Ồ mấy cái tay này nè. Nào méo quá mình tiễn bỏ. À. Còn không vô tái được mình để. Nghe nó sổ được 3 ngày vậy chú? Thôi 3 ngày. 3 ngày. Cây bên này nữa. Sướng à, đây mà nó mọc, nó ra, nó đậu trái nó ở đây thôi. May luôn. Vườn của chú Kiều tại Long Khánh. Có nhiều vườn á, diều đọt nhưng mà cỡ cây tơ nha chú. Là đi luôn hai cơi luôn, nó đi cơi lỡ luôn, nó đi liên tục. Đâu có bác, tức là mình kêu là từ lúc mà mấy cua đi nhú 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 vô mình vô đúng không? Nó lý thuyết vậy xong cuối cùng là nó đi đọt mình không ngưng. Anh tưới có khi là anh tưới hơi bị lố nước luôn, tức là lố phân á, một cây thay vì mà chú tưới hai bộ cho cái diện tích của chú hiện tại đây thì người ta có thể tưới ba bộ đưa lên. Cái nó được cái trớn phân nó đi thẳng luôn. Là đó là cũng một cái kinh nghiệm á chú. Như cái này nha, chú pha năm sào đây chú tưới phủ hết là khoảng bao nhiêu, tưới bao nhiêu đạm với bao nhiêu humic đó? Thì humic thì một can thì 4 gói thì giờ mình chơi gần 2 can 8 gói. À cũng 8 gói humic 2 can. Cho hết cái 8 phi. Là chú pha vô hệ thống tưới hay chú tưới thủ công? Tưới tay mình sẽ tưới vòng qua nghe hả? Vì mình không dám cho nó vô gốc, sợ nó nắm gốc á. À là kéo cái ống dòi đi xịt. Mình chú tưới luôn hả? Ừ. Là một cử một rồi chú bỏ thêm cái gì cho nó nữa không? Thì không, tưới vậy thôi à. Rồi xong là bắt đầu cho kali. Kali gì? Canxi, kali bo. Canxi, kali bo là chú bỏ gốc luôn, bỏ gốc luôn. Ừ. Có bỏ cái, có phun hoa không? Phun bo lên hoa không? Không, không có phun đó mà phun có bộ ba. À, bộ ba của... của anh. À, à. Rồi chú có bỏ thêm phân nở, phân gà, phân gì không, cho phân nó? Phân nở bỏ lúc mà nó tạo mắt cua thôi. À. À. Phân nở lúc bỏ đó thôi. Nhiều không? Một như năm sào chú đây chú bỏ khoảng bao nhiêu có ký? Có 17 bao. Bao 25 ký à? Đúng cành này thì cái vàng đọt kia chú canh sao mà hay thiệt. Vàng lá lùa. Vàng đọt lên luôn. Đi qua đây chú. Đấy mê quá. Đây cái hiện tượng mà mấy cái cây kia nó cao quá mình quay cũng được. Như cái cây này đi, vàng lá lý tưởng nhất. Không nhìn sung. À, nhưng mà hoa là xả nhị nè. Đã không? Là hoa nó vừa khỏe mà cây nó cũng khỏe đúng không chú? Đẹp quá. Đây quá đấy. Chú có xịt rầy với nó không? Có chứ. Mấy cử rồi chú xịt rầy mấy cử rồi? Đâu như lúc mà nó gần thấy vậy ra đâu có xịt. À. Cũng không thấy cử. Không thấy bị rầy đẹp vậy luôn. Cử được sáp, cử nhện. Nhìn đỏ hả? Chú xịt ngừa hay là nó bị rồi chú mới xịt? Xịt ngừa thôi. Cao thủ thường xịt ngừa. Canh đúng cái thời điểm mà vụ mùa đó, rơi mùa nắng là họ ngừa hết. Còn những cái nhà vườn họ thấy rồi họ mới xịt. Hay có những nhà vườn họ chưa kinh nghiệm nữa là cái hoa là nó thấy tháo khớp rồi mới xịt. Còn những người kinh nghiệm là họ
mưa xuống phát là xịt liền, rửa bông liền. Còn con thấy nhiều cái đó mà nhiều cô chú lại bị thắt trong những cái kinh nghiệm như vậy, nhiều khi rụng rồi mới gọi hỏi là mua cái gì xịt, lúc đó nó rớt. Đúng rồi. Không kịp nữa. Mình phải ngừa trước. Như ở đây chú ngừa mà ngừa cái mưa đang xả nhảy vậy mà nó mưa thì chú xịt ngừa bằng cái gì? Thì Atacol. Làm cái một phi vậy rồi chú pha nhiều ít, pha bao nhiêu á? Thì một gói một ký nó mình phun 2 phi. Một ký 2 phi. Cái phi chú nói là cái phi 200 lít hả heo? Rồi, phi 200 lít á. Dạ. Mưa mới xịt thôi, còn bình thường như vậy chú có ngừa trước nó không? Có chứ. Vẫn cứ xịt nó ra mắt cô, ngừa cho nó 2 cử rồi. Andaco. Rửa trước cho nó khỏi bị đen cái đầu. Phải bị uống thử. Thường thì người ta không có xịt Andaco cái giai đoạn mấy cua. Mà có chú là chú ngừa trước. Nó nói là những cái giai đoạn mà cái nhà vườn đó mà kinh nghiệm ngừa hết. Rầy cũng vậy, đừng có thấy rồi mới xịt. Nó trải rồi. Quất trước. Phải ngừa trước. Đây là ngừa trước đó nè. Quá đẹp. Cây kia cũng ra, cái này mấy năm rồi chú? Cái này của bên chú luôn đúng không? Đều vàng hết, lá lụa hết. Cái này chú vàng một cử nó sương sương thôi chứ đâu có vàng mạnh đâu phải không chú? Đẹp quá.